chuyến xuyên Việt Tây Bắc năm 2015, hành trình Y Tý Mường Lây, ngày thứ Bảy, 17 tháng 10. Dù lưu luyến mấy thì theo lịch trình, nhóm cũng phải dạ từ Y Tý. Rời Y Tý trong một buổi sáng mai đầy sương thu và gió lạnh, nhóm đi theo tỉnh lộ 155 để về hướng Chống Chảy, Như Cô Sang, Dền Sáng. Tỉnh lộ 155 nhỏ, qua Như Cô Sang, xe chạy giữa một rừng nguyên sinh mùa sương. Trong sương sớm, chỉ lác đác vài người hà nhì, hơ mông đi trồng và chăm sóc thảo quả được trồng dưới tán rừng. Qua tài liệu của báo mới.com thì được biết là từ bao đời nay, người hà nhì đã có một cách cư xử với rừng hết sức văn minh, đó là: trước hết, luật tục của người hà nhì quy định bất cứ ai vi phạm rừng cấm cũng đều bị xử phạt nặng và buộc phải trồng lại đúng loại cây đã chặt phá. Đây thực sự là một điều luật rất độc đáo và nhân văn, với ý nghĩa lấy gì của thiên nhiên thì phải trả lại cho thiên nhiên, hay đồng nghĩa với các xu hướng thịnh hành gần đây như phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, vân vân. Ngay cả việc tận dụng cành ngọn và củi khô làm chất đốt cũng được chế tài hóa trong luật tục. Mỗi năm, các khu rừng chỉ mở cửa đúng 3 ngày trước khi làm lễ cúng rừng để mọi người vào dọn dẹp, và cũng chỉ trong những ngày này, người dân mới được phép lấy củi khô để về tích trữ rừng cho cả năm. Cách Y Tý chừng 13 cây số, Dền Sáng là nơi có những triền ruộng bậc thang và góc nhìn rất đẹp, đáng để quay lại vào mùa lũ chính, khoảng từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 hàng năm. Nhóm dừng ăn sáng ở Mường Hum, một thung lũng màu mỡ giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn, rồi qua Bản Xèo trước khi gặp lại quốc lộ 14D để tận hưởng gần 50 cây số hùng vĩ của đèo Ô Quy Hồ trên đường hướng về thành phố Lai Châu. Lai Châu ngày nay là một thành phố xinh đẹp và tân kỳ, nằm giữa những rặng núi có hình thù đỉnh nhọn tráng lệ nghiêng trời. Buổi trưa, thành phố có vẻ thanh vắng. Nhóm chụp vội vài bức ảnh, thay nhớt xe, lót dạ với lương thực mang theo rồi lại lên đường tiếp tục theo quốc lộ 4D hướng về huyện Phong Thổ. Dừng chân ở Phong Thổ uống nước mía rồi thì lại theo quốc lộ 12 hướng về Mường Lây. Đoạn này, quốc lộ 12 và sông Nậm Na chạy sóng đôi, tạo nên một hòa âm vô cùng hùng tráng của cảnh sơn thủy đặc thù miền Tây Bắc. Sông Nậm Na hợp lưu với sông Đà Kiêu Hùng tại thị trấn Mường Lây, nơi một thời từng là thủ phủ của cả hai vùng, bây giờ là tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Nơi đây cũng được biết đến với cây cầu Hang Tôm cũ, cây cầu dây treo đầu tiên ở Đông Dương. Tuy nhiên, theo dòng thế sự, Mường Lây ngày nào giờ chỉ còn là một thị trấn ven đường, bụi bặm và thất thời, dù vẫn còn nét duyên ngầm dễ mến. Cũng trong ngày này, với tất cả háo hức kỳ vọng từ những thông tin trên mạng, nào là Bản Mông đẹp nhất Đông Nam Á, một trong năm nơi thú vị nhất Đông Nam Á,
Nhóm dù trời đã dày chiều và thấm mệt sau hơn 250 cây số đường đèo, vẫn quyết rẽ ngang khi còn cách Mường Lây chừng 10 cây số để tìm lên bản Phú Đao. Đến Phú Đao, cũng như tất cả các bản mông khác, ta phải chạy lên trời. Và lần này lại lên trời trong hoàng hôn màu lá. Xe phải chạy làm sao để trong chừng 10 cây số đường đèo từ mực mặt nước sông Nậm Na phải đạt độ cao 1450m. Đeo được chừng 3 cây số, nhóm đã gặp một bản Thái có tên là Hủy Sáng. Trong bóng hoàng hôn màu lam tím, bản Hủy Sáng duyên dáng, thoáng đãng với những mái nhà sàn cao ráo và phong lưu. Vài người đang dắt trâu về, vài đống lửa chiều tỏa màu khói lam lên trời, một mùi thơm rơm dịu ấm. Trong khung cảnh này, nhóm đã thêm phần phấn khích. Cảnh dạo đầu đã như thế này thì nhân vật chính Phú Đao chắc còn tuyệt vời biết mấy. Thế nhưng khi đến được một nơi có vẻ trù mật, với điện đường trường trạm đủ bộ theo kiểu kiến trúc đồng bằng và một đống hổ lốn những tiệm hàng sáng, lũ củ hàng hóa thượng cám hạ vàng, dòm chừng lại hỏi thăm đường đến Phú Đao huyền thoại thì nhận được một giọng cười chua chát: "Thì đây là Phú Đao đây, chứ còn hỏi gì chi nữa." "Không, Phú Đao của người Hơ Mông, của núi rừng huyền thoại lừng danh thiên hạ cơ." "À ha, Phú Đao mà mấy chú mong chờ giờ chỉ còn vài tấp điều giữ nương rẫy ngày mùa thôi, mọi người đã về đây ở hết rồi. Sao lại phải bỏ cái nơi mà nghe nói vô cùng xinh đẹp đó?" "À thì phải về đây người ta mới kéo điện làm đường đến cho, trên đó xa quá, thôi thì chịu vậy." Anh Dũng nói nhỏ: "Phương chụp giùm anh, rồi anh sẽ chụp lại em, khỏi cần diễn." Cái mặt anh em mình đã thừa biểu cảm của nỗi niềm thất vọng tràn trề rồi. Như vậy đó, thương nhau lắm, cắn nhau đau, Phú đã cắn mình đau như vậy đó. Biết trách ai đây, chi bằng trách mình nhẹ dạ. Đêm Mường Lây êm đềm, ngoài xa xa vọng về như có tiếng sóng đà giang. Chiều nay sương khói lên khơi, thùy dương rủ bến tơi bời, làng mây hồng pha ráng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người. Bài thơ tuyệt bút của nữ sĩ Huyền Chi đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành một ca khúc để đời, Thuyền Viễn Xứ.